Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 2082, Tổ sư người thoán hy sao? Thanh âm giống như địa ngục quy lai ác ma đồng dạng, tràn đầy vô tận oán hận. Tinh hồng hai mắt, trong đêm tối phá lệ bắt mắt, phảng phất bắn ra ánh sáng màu đỏ, thật chặt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Đám người ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Tại sao lại tới một cái quỷ thị muốn tìm hắn? Cái này ra hỏa đến cùng đã làm gì? Đắc tội nhiều như vậy quỷ thị. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy kỳ quái, thế giới này lần đầu tiên tới, làm sao nhiều như vậy người quen? Hắn đôi bóng đen phất phất tay, ngươi vị kia. Nói rõ trước, ta vừa đến nơi đây, cái gì cũng không có làm, ngươi sẽ không tìm lầm người a? A, ha ha. Bóng đen cười lạnh, thanh âm làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Tìm chính là ngươi, ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi là ai nha? Lữ Thiếu Khanh kỳ cái quái, tức giận, các ngươi những này ra hỏa có hết hay không? Bóng đen giọng căm hận nói, ngươi còn nhớ đến điểm tinh phái. Ngươi là cận hầu. Lữ Thiếu Khanh lại kinh, ngươi cũng làm chó rồi. Đáng chết, ta là Tân Nguyên Khôi. Bóng đen cắn răng nghiến lợi thanh âm tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng kêu, lão cẩu, nhìn ngươi bộ dáng vẫn là đại hắc cẩu. Đặt vào người không lo, chạy tới nơi này làm con chó có ý tứ sao? Đáng chết, Tân Nguyên Khôi nổi trận lôi đình, giết cháu của ta, diệt ta đạo thống, hôm nay tất sát ngươi. Chết, hắn vung tay lên, một đạo màu đen linh phù lăng không mà hiện. Không tới nơi này, chẳng lẽ đần độn dướn cổ lên chờ ngươi tới chém? Linh phù bộc phát, màu đen phong bạo quét sạch, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm, mười phần nhẹ nhõm, ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi làm con chó, ngươi liền có thể mạnh lên. Vừa mới nói xong, một đạo màu trắng kiếm quang hy đến, nhẹ nhõm hóa giải màu đen phong ba a. Kế Ngôn cầm kiếm mà đứng, đối thủ của ngươi là ta. Kế Ngôn, ngươi cũng nên chết. Tân Nguyên Khôi nhìn thấy Kế Ngôn cũng là hận ý trùng thiên. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều là diệt điểm tinh phái kẻ cầm đầu, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Tân Nguyên Khôi không chút nào keo kiệt ném mạnh xuất thủ bên trong linh phù. Ở bên cạnh quan chiến Lữ Thiếu Khanh một đầu chú ý tới Tân Nguyên Khôi, thực lực đã đến hợp thể kỳ hậu kỳ tả hữu. Hắn nhịn không được nhả rãnh, quả nhiên là hắc hóa mạnh gấp ba. Thực lực tăng quá nhanh, trách không được Trương Tòng Long loại này kiêu ngạo ra hỏa, cũng sẽ cam nguyện làm hắc ám chó săn. Tăng lên nhanh như vậy hoàn toàn chính xác khiến người tâm động. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được hâm mộ. Không có di chứng liền tốt, không có di chứng hắn cũng nghĩ hắc hóa một cái. Tăng thực lực lên, không cần tu luyện, tốt bao nhiêu. Đầu nhập vào hắc ám, trở thành chó săn Tân Nguyên Khôi thực lực trở nên vô cùng cường đại. Trong tay linh phù từ luân hồi sương mù cấu thành, uy lực càng sâu. Mỗi một đạo linh phù vung ra, đều có thể mang theo to lớn năng lượng, phảng phất có thể đem thế giới này hủy diệt. Hô! Màu đen linh phù bên trong lấp lóe, đầy trời ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà ra, phủ kín thiên địa. Ngọn lửa màu đen tựa như địa ngục chi hỏa, không ngừng thiêu đốt lên thiên địa, liên đới không gian đều tại hỏa diễm bên trong hủy diệt. Kế Ngôn trường kiếm vung ra, đơn giản huy động, kiếm quang từ hỏa diễm bên trong xẹt qua, phong mang kiếm ý như là hỏa diễm khắc tinh, nhẹ nhõm hủy diệt lửa cháy ngập trời. Thật là đáng sợ kiếm ý. Nơi xa quan chiến mọi người sắc mặt ngưng trọng, thấy trong lòng phát run. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi một lần gặp đều vì Kế Ngôn kiếm ý mà kinh ngạc. Gặp qua phong mang kiếm ý, nhưng giống như lệnh thế phong mang kiếm ý, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng có người có thể tu luyện ra loại này. Phong mang kiếm ý, phong mang vô song, liên đới màu đen luân hồi sương mù đều có thể rào sát hầu như không còn. Mấy hiệp đi qua, mấy đạo thuộc tính khác nhau linh phù đều không làm gì được Kế Ngôn. Tân Nguyên Khôi nhìn chằm chằm Kế Ngôn, tinh hồng hai mắt bên trong thấu mang theo kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Tốt, tốt, Tề Châu đệ nhất kiếm đạo thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất tốt, trách không được Trương Tòng Long sẽ đào tẩu. Bớt nói nhiều lời. Kế Ngôn trường kiếm run một cái, một vòng kiếm quang trực tiếp đâm về Tân Nguyên Khôi. Trong đêm tối phá lệ bắt mắt, tựa như một thanh thần kiếm từ xa mà tới. Kiếm quang lăn tăn, vô số hắc ám lui bước. Hừ, Tân Nguyên Khôi hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, mất tờ linh phủ chợt lóe lên. Một đạo màu đen bình chướng chặn đường ở phía trước. Bình chướng u ám, mặt ngoài chảy xuôi màu đen lưu quang, một loại hùng hậu nặng nề khí tức tràn ngập, tựa như ác ma thán tức chi tường. Phốc, kiếm quang đâm tới, một tiếng vang nhỏ, quang mang tiêu tán. Ha ha, ngu xuẩn. Tân Nguyên Khôi nhìn thấy chính mình ngăn cản hạ Kế Ngôn một kiếm này, đắc ý cười ha ha.
ta không phải kiếm tu, càng không phải là Trương Tòng Long, ngươi một bộ này, dọa không được ta. Nơi xa quan chiến đám người, nghe được Tân Nguyên Khôi, bọn hắn lập tức hiểu được. Trước đó bọn hắn còn muốn không minh bạch, vì cái gì kiếm quỷ thị Trương Tòng Long sẽ rút đi. Hiện tại, xem ra, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Kế Ngôn kiếm ý thật là đáng sợ, Trương Tòng Long cùng Kế Ngôn tỉ thí kiếm ý, mấy lần đều không chiếm được lợi lộc gì. Hoảng sợ phía dưới, chủ động rút đi cũng không đủ là lạ. Lần này, hắn phiền phức lớn rồi. Loan Thiên thấp giọng nói một câu, trong lòng lại là âm thầm cao hứng không thôi. Nàng là không quen nhìn nhân loại phách lối. Ất Cổ lắc đầu, hoàn toàn chính xác, trước đó kiếm quỷ thị có lẽ là kiêng kỵ kiếm ý của hắn, cho nên rút lui. Trước mắt quỷ thị cũng không phải kiếm quỷ thị, hắn am hiểu sử dụng linh phù, công kích tính đa dạng, ngăn cản bắt đầu càng thêm phí sức. Phục Thái Lương khẩn trương bắt đầu, trong tay không biết rõ khi nào đã nắm chặt một thanh trường kiếm, lặng lẽ làm xong chuẩn bị. Một khi Kế Ngôn xảy ra vấn đề gì, hắn lập tức xuất thủ. Hắn tình nguyện chết cũng muốn bảo vệ tốt hậu bối đệ tử, đây là tổ sư trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh đi vào Phục Thái Lương bên người, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn, tổ sư ngươi làm gì? Khẩn trương như vậy, hoán hy sao? Hỗn trướng. Phục Thái Lương một hơi kém chút nghẹn không lên đây, đều cái gì thời điểm, còn ở nơi này nói đùa. Lữ Thiếu Khanh ung dung cười một tiếng, bình tĩnh điểm, bao lớn chút chuyện. Chỉ là quỷ thị, chút lòng thành. Chút lòng thành. Loan Thiên không thể nhịn, loại này khẩu khí, quá đáng ghét, đối phương cũng không phải kiếm quỷ thị, người ta không sợ hắn. Hắn hiện tại liền người ta bình chướng đều không phá hết. Vừa mới nói xong, xa xa Kế Ngôn đột nhiên xuất kiếm, vẫn như cũ là một kiếm đâm ra. Quang mang đoạt tụ tập, màu đen bình chướng lên tiếng mà nát. Chương 2083 đừng đi thêm phiền. A, kiếm quang đâm thủng hắc ám, đánh nát che chắn, Tân Nguyên Khôi vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đánh bay. Luân hồi sương mù lan lộn, dòng máu màu đen bắn tung tóe. Tân Nguyên Khôi vai kém chút bị phế sạch. Ngươi, Tân Nguyên Khôi kinh hãi, mọi người vây xem cũng kinh hãi. Gì tình huống? Kế Ngôn âm thanh lạnh lùng nói, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi, đừng để ta thất vọng. Hảo, Tân Nguyên Khôi cắn răng, oán hận ngữ khí để cho không khí chung quanh phảng phất kết như băng, băng hàn vô cùng. Nếu đã như thế, ngươi liền đi chết đi. Tân Nguyên Khôi trong tay chợt xuất hiện mất tờ linh phù, màu đen linh phù trong tay hắn, luân hồi sương mù quanh quẩn tại mặt ngoài, tựa như ác ma triệu hoán phù. Chết! Gầm lên một tiếng, Tân Nguyên Khôi cầm trong tay mất tờ linh phù vung ra. Chung quanh cuồng hô đại tác, mặt đất cuốn lên vô số cát bụi, luân hồi sương mù theo gió mà chuyển, cấp tốc tràn ngập ra. Đem hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Phốc phốc, đáng sợ ăn mòn lực để cho trên không xuất hiện vô số thật nhỏ trống rỗng. Nhìn hắn xu thế có thể đem cả vùng không gian đều hủ hóa. Ngay sau đó, khí tức đáng sợ tại luân hồi trong sương mù tràn ngập. Giống một đầu màu đen, không biết tên hung thú bánh xe phụ hồi trong sương mù đập ra. Tráng kiện tứ chi, sắc bén lợi chảo, mũi nhọn răng, trên đầu còn có một cái sừng nhọn. Đây là mấy đạo linh phù năng lượng hội tụ mà thành. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hung thú, hô một tiếng, cẩu. Quả nhiên, người làm cẩu, sử dụng chiêu thức cũng là cẩu. Bên cạnh đám người liếc mắt, nơi nào giống cẩu. Phục Quá Lạnh quát lên, nhìn cho thật kỹ, bớt ở chỗ này nói nhảm. Yên nào, chỉ là chó con. Vừa mới nói xong, hung thú đột nhiên xuất kích, tựa như thuấn di một dạng xuất hiện tại trước mặt Kế Ngôn, hung hăng một chảo vung xuống. Bành! Kế Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hất bay. Ta đi! Không góp sức! Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Phục Quá Lạnh muốn giết người ánh mắt, ngượng ngùng cười, không có việc gì, chỉ là chó con, không đáng để lo. Giống, quái vật gầm lên giận dữ, lần nữa hướng về Kế Ngôn đánh tới, năng lượng trong nháy mắt bộc phát, ầm ầm một tiếng, đáng sợ nổ tung vang lên, mây hình nấm đằng không mà lên. Tại Tân Nguyên Khôi điều khiển phía dưới, năng lượng tạo thành hung thú phẳng phất có linh trí, đầu tiên là nhất kích áp chế Kế Ngôn, để cho Kế Ngôn không cách nào phản kích hoặc trốn tránh. Bị nổ tung bao phủ, rắn rắn chắc chắc ăn tất cả tổn thương. Cách xa xa tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ cường đại sóng xung kích đánh tới. Mọi người sắc mặt lại biến, uy lực thật là mạnh. Đối mặt mạnh mẽ như vậy uy lực, Lôi Chiến nhịn không được nói, không có sao chứ? Làm sao có thể không có việc gì? Loại này nổ tung phía dưới, ngươi có thể đỡ được sao? Ất Cổ lạnh giọng hỏi lại, liền xem như hai người liên thủ, có thể chịu đến ra sao? Triều cũng là lắc đầu, không lạc quan đạo. Không nên coi thường cái này gọi Tân Nguyên Khôi quỷ hầu, trên tay hắn linh phù ít nhất cũng là cấp 7, nhiều như vậy tấm linh phù nổ tung, ai có thể đỡ được? Loan Thiên cười lạnh một tiếng, có thể trở thành quỷ hầu đều là khó lường tồn tại, không cần tự đại. Ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên thân, ám chỉ chi ý rất rõ ràng. Phục Quá Lạnh bên này khẩn trương chết, gầm thét một tiếng, cũng không cần nói.
ánh mắt của hắn lo lắng nhìn qua nơi xa, cuồn cuộn khói đặc, tăng thêm luân hồi sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cũng không biết Kế Ngôn tình trạng như thế nào. Rất nhanh, tia sáng tán đi, Kế Ngôn thân ảnh lại xuất hiện. Mặc dù vẫn là ngừng thân thể, nhưng mà đám người có thể cảm thụ được khí tức của hắn suy yếu. Bị thương, hỏng bét. Mọi người sắc mặt thay đổi, Phục Quá Lạnh càng là vội vã phóng lên trời. Lữ Thiếu Khanh nhanh tay lẹ mắt, một bước đi tới trước mặt hắn, ngăn lại hắn, tổ sư ngươi làm gì? Đừng đi thêm phiền a. Thêm phiền? Phục Thái Khí Lạnh phải nghĩ một kiếm đập vào trên đầu của Lữ Thiếu Khanh, bây giờ gì tình huống chính ngươi còn không rõ ràng. Tránh ra, ta đi giúp Kế Ngôn. Phục Quá Lạnh lo lắng không thôi, ở đây thụ thương, cùng tại chỗ rơi xuống khác nhau, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Phong Tần cũng tới đến Phục Quá Lạnh bên cạnh, tựa hồ dự định đồng loạt ra tay. Tiểu gia hỏa, tránh ra a, chúng ta không thể không ra tay. Ở đây thụ thương, là chuyện rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh không cho là đúng hỏi, khó khôi phục, hoặc không cách nào khôi phục, ngược lại sẽ chuyển biến xấu, thẳng đến vẫn lạc. Người biết liền tốt, Phục Quá Lạnh gấp đến độ thẳng uống, tránh ra, đừng cho hắn tiếp tục thụ thương, bằng không thì tiên đế tới cũng không cứu được hắn. Phục Quá Lạnh bên này đều gấp đến độ muốn đánh người, Lữ Thiếu Khanh lại thản nhiên, tuyệt không cấp bách, ngược lại lấy tay hư không đè lên, đừng nóng vội, không có việc gì, không có việc gì. Phục Quá Lạnh lúc này hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nhất kiếm chém đi xuống, hỗn trướng tiểu tử, tránh ra. CMN, tổ sư ngươi điên rồi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhảy ra, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi ngăn hắn a. Phong Tần lắc đầu, tiểu gia hỏa, không nên quấy rối, không có hồi nháo a. Lữ Thiếu Khanh bên này nghiêm túc một chút, các ngươi nhìn xem chính là. Chỉ là quỷ hầu, không đáng để lo. Ngươi còn nói, cầm miệng cho ta. Phục Quá Lạnh gầm thét, cho ta đi một bên. Loan Thiên cười lạnh, như thế nào? Cố ý muốn xem sư huynh của ngươi đi chịu chết sao? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái, Lữ Thiên, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiên. Loan Thiên sững sờ, sau đó phản ứng lại, chính mình phía trước nói qua câu nói kia. Nàng kém chút tức chết. Có thể, đáng giận, ICMN muốn theo họ ngươi. Ất Cổ lắc đầu, ngươi tình nguyện ở đây nói nhảm, cũng không nguyện ý đi giúp sư huynh của ngươi. Ngươi có gì giáp tâm? Thời khắc mấu chốt, bọn hắn ma tộc người hay là đoàn kết nhất trí? Cần thiết không? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, đều nói, chỉ là quỷ hầu, không cần phải nói. Nhìn a, theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời phía dưới, xa xa Kế Ngôn mở miệng, đây chính là thực lực của ngươi. Đáng chết, Tân Nguyên Khôi gầm thét liên tục. Vung tay lên, lần nữa mất tờ linh phủ ném mạnh mà ra, cùng vừa rồi một dạng, kinh khủng hung thú tái hiện, ma khí ngập trời. Nhưng mà lần này Kế Ngôn đã sớm có chỗ ứng đối, tại nó mới xuất hiện trong nháy mắt, một đầu ngân sắc thần long từ trên trời giáng xuống. Tiếng long ngâm vang lên, kiếm ý bộc phát, trong nháy mắt đem hung thú tàn phá bừa bãi, Tân Nguyên Khôi lại một lần nữa kêu thảm bay ngược. Chương 2084, cấp 8 thần phù. Một kiếm này chấn kinh tất cả mọi người. Đây là cỡ nào uy lực? Vừa rồi rõ ràng còn chiếm theo lấy thượng phong Tân Nguyên Khôi, đột nhiên liền rơi vào hạ phong. Thế cục lập tức nghịch chuyển tới, nhanh đến để đám người tựa như nằm mơ đồng dạng. Hắn, Thịnh Nhung bị cả kinh nói không ra lời. Bất quá người ở chỗ này không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu được. Chiều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, tốt ra hỏa, lấy thân mạo hiểm, tự mình đi thăm dò quỷ thị thực lực. Hắn không sợ chết. Tân Nguyên Khôi vài chương cấp 7 linh phù cùng một chỗ bộc phát. Uy lực khủng bố đủ để trong nháy mắt xóa bỏ một vị hợp thể sơ kỳ tồn tại. Nhưng mà Kế Ngôn lại dám lấy thân mạo hiểm, tự mình cảm thụ nổ tung hết uy lực. Tiểu gia hỏa, quá làm ẩu. Khuê Sướng lắc đầu, cảm thán một tiếng, người trẻ tuổi a, hừ, làm ẩu, đến thời điểm hắn sẽ hối hận. Loan Thiên cười lạnh một tiếng, bị thương, hắn mới biết rõ sẽ có bao nhiêu phiền phức. Hiểu rõ Tân Nguyên Khôi thực lực, Kế Ngôn không còn lưu thủ, trường kiếm quét ngang. Không có mấy hiệp, Tân Nguyên Khôi tự liên tiếp thổ huyết, bị thương không nhẹ, có thể, ghê tởm. Tân Nguyên Khôi không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Cảnh giới của hắn cao hơn Kế Ngôn, lại bị Kế Ngôn như thế áp chế. Tức giận đến hắn gầm thét không ngừng, tựa như một đầu dã thú bị thương. Ánh mắt của hắn càng thêm đỏ thẫm, hắc ám bên trong hồng quang thiểm tránh, mang theo ngập trời hận ý cùng không cam lòng. Hắn đi vào thế giới này, đạt được hắc ám che chở, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trước kia không dám tưởng tượng cảnh giới bây giờ đạt đến. Thậm chí hồ, đợi một thời gian, hắn còn có thể bước vào đại thừa kỳ cảnh giới, trở thành thiên hạ nhất cường đại tồn tại một trong. Hắn tự nhận chính mình cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn loại phàm nhân này đã kéo ra thiên địa đồng dạng chênh lệch. Hắn từ Trương Tòng Long, chỗ ấy biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi tới thế giới này. Hắn thấy, đây là tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn, là hắn báo thù rửa hận cơ hội. Cho nên hắn tới,
báo thù rửa hận, giải quyết trong lòng của mình chi họa, để cho mình đạo tâm tiến thêm một bước, không chừng hắn có thể bước vào đại thừa kỳ. Đầy cõi lòng tin mà đến, tự nhận mình có thể nhẹ nhõm giải quyết địch nhân. Không nghĩ tới Kế Ngôn đã cường đại đến như thế tình trạng. Nhìn qua mặc dù đã bị thương, nhưng là chiến ý tăng vọt, khí thế kinh người Kế Ngôn, hắn biết rõ, chính mình tiếp tục như vậy, thua không nghi ngờ. Nhìn xem Kế Ngôn lần nữa một kiếm đánh tới, Tân Nguyên Khôi liều mạng muốn tách rời khỏi. Nhưng mà hắn lại cảm thấy mình thân thể tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, hành động khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Kế Ngôn một kiếm này rơi xuống. Kiếm quang lăn tăn, tựa như trên mặt hồ phản xạ ánh nắng, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà theo Tân Nguyên Khôi, lại là tử vong quang mang. Phốc, dòng máu màu đen vẩy ra, Tân Nguyên Khôi kêu thảm một tiếng, nửa người kém chút bị chặt đi xuống. Luân hồi sương mù nhanh chóng từ thân thể của hắn lan tràn ra, như là nhựa cao su từng cái đem hắn thân thể khâu lại. Một màn này thấy đám người lông mày trực nhảy. Thật là đáng sợ. Nhìn như vậy đến, quỷ thị vô luận thụ thương nhiều nghiêm trọng, dù là đem hắn chặt thành 10 đoạn 8 đoạn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đánh như thế nào? Nên, đáng chết. Tân Nguyên Khôi thân thể khôi phục nhanh chóng, khí tức lại là suy yếu không ít. Một màn này để đám người thấy trong lòng dễ chịu điểm. Nếu là một điểm tổn thương đều không có, bọn hắn ngày sau nhìn thấy quỷ thị vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Ghê tởm, ta còn không có thua. Tân Nguyên Khôi dữ tợn, gầm thét, hôm nay để ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Chỉ gặp hắn hai tay hợp lại cùng nhau, đột nhiên kéo một phát, một chương màu đen thần phù lăng không xuất hiện. Một cỗ không thể hình dung khí tức khuếch tán. Tất cả mọi người cảm giác được trong lòng run lên, giống như đối mặt với một tôn kinh khủng tồn tại đồng dạng. Cấp 8 thần phù. Kiến thức bao rộng Khuê Sướng lập tức kinh hô một tiếng. Cấp 8 thần phù. Đám người kinh hãi. Phục Thái Lương càng là trực tiếp hô to, Kế Ngôn, xem chừng, đi nhanh lên. Cấp 8 thần phù, uy lực đã không cách nào hình dung. Lui. Khuê Sướng càng là hét lớn một tiếng, lui. Cấp 8 thần phù một khi bộc phát, bọn hắn cái này cự ly cũng sẽ lọt vào tác động đến. Khuê Sướng mấy cái ma tộc cấp tốc lui lại, Lôi Chiến cùng Vạn Miểu cũng là như thế. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh, Phục Thái Lương cùng Phong Tần lù lù bất động. Phục Thái Lương cùng Phong Tần nghĩ đến đi giúp Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh vẫn là tại ngăn cản bọn hắn, hai người các ngươi có rảnh đến một bên ân ái được không? Đừng đi thêm phiền. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bộ dáng nghiêm túc, Phục Thái Lương côi trưởng kiếm, rất muốn đem cái này bất hiếu hậu bối chém chết. Ngươi không đi hỗ trợ, không nên cản chúng ta. Lữ Thiếu Khanh xem thường, hai người các ngươi thương lành. Ta là vì các ngươi tốt. Mặc dù lần trước cự ly hiện tại đã qua thời gian rất lâu, nhưng Phục Thái Lương, Phong Tần, Thịnh Nhung ba người làm bị thương hiện tại cũng không có khôi phục. Cái này chết đi thế giới, nơi này khuyết thiếu hết thảy có thể khôi phục điều kiện. Phục Thái Lương sắc mặt tối sầm lại, hắn nhìn qua nơi xa, không cam tâm nói, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết. Đều nói để ngươi nhìn xem chính là, ta sẽ còn hại ta sư huynh hay sao? Phong Tần thì khuyên lơn. Hắn nói cũng đúng, xem trước một chút đi. Phục Thái Lương thở phì phì nói, vậy thì tốt, nếu là Kế Ngôn xảy ra vấn đề gì, ta không tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu liền đi cáo trạng, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn, tổ sư khi dễ ta. Phục Thái Lương tức chết, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên mãnh liệt ba động chuyển đến. Nơi xa, Tân Nguyên Khôi đã kích hoạt cấp 8 thần phù. Luân hồi sương mù tại hắn bên người xoay tròn, dần dần khuếch tán. Tia chớp màu đen xuyên thẳng qua ở trong đó, như là từng đầu rắn độc uốn lượn, phát ra làm cho người sợ hãi thanh âm. Chung quanh tràn ngập nặng nề khí tức, đáng sợ áp lực hướng phía Kế Ngôn đè ép mà tới. Đi! Tân Nguyên Khôi hét lớn một tiếng, cấp 8 thần phù vèo không có vào hư không bên trong. Sau một khắc, tiếng oanh minh vang lên, từng đạo lực lượng đánh thẳng tới. Tia chớp màu đen tựa như diệt thế, điên cuồng tứ ngược, không gian từng khối sụp đổ. Như là hai bàn tay to đem mảnh không gian này đè ép, trà đạp, sau đó hung hăng xé rách, một cỗ năng lượng tại vừa đi vừa về trà đạp bên trong bộc phát, uy lực khủng bố để quan chiến mọi người sắc mặt cùng biến. Bọn hắn tự nhận rơi vào trong đó tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Cái này, thật là đáng sợ. Cấp 8 thần phù, ai có thể ngăn cản được? Mau lui lại. Nhưng mà, tại hắc ám tứ ngược thời khắc, một vòng quang mang sáng lên, xé rách hắc ám, phá toái hư không. Chương 2085, tổ sư, ngươi làm tốt khóc chuẩn bị đi. Mọi người vây xem thấy được bọn hắn đời này khó mà quên một màn. Phảng phất có người tại thời không trường hà bên trong chém ra một kiếm, kiếm quang từ xa xôi thời không bên trong vượt qua mà tới. Phong mang kiếm quang, hào quang sáng chói để trong này hắc ám sụp đổ, kinh khủng thanh thế để vô số quái vật kêu thảm trở thành mảnh vỡ. Thiên địa quy tắc nhào nhào vỡ nát, thiên địa muốn chấn động, tựa như hủy diệt trước đó cuối cùng dãy ruộng. Cái này, cái này. Mọi người thấy một màn này đều dọa sợ.
như là thần linh bổ ra một kiếm, kinh khủng đến cực điểm. Kiếm quang huy hoàng từ hư không bên trong giết ra, kiếm y khuấy động, rảo sát hết thảy. Tuy nói là cấp 8 thần phù, nhưng là tại một kiếm này trước mặt, cũng như Vân Yên đồng dạng bị nhẹ nhõm đánh tan. Đáng sợ kiếm quang cuốn tới, giống như cuồn cuộn hồng thủy, liên miên bất tuyệt. Cấp 8 thần phù chỗ nhắc lên phong bạo còn chưa kịp bộc phát, liền tại trong kiếm quang tiêu tán. Hết thảy tất cả đều biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Không, cái này, đây không có khả năng. Khó khăn nhất tiếp nhận không thể nghi ngờ chính là Tân Nguyên Khôi, hắn hai mắt khó có thể tin, còn kém ôm đầu thét lên. Kế Ngôn một kiếm này, để hắn triệt để minh bạch Kế Ngôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất kỳ hết thảy tại một kiếm này trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Cái này một tờ linh phù, là lá bài tẩy của hắn, hắn còn không có triệt để thuần thục trưởng khống át chủ bài. Hắn là liều mạng thụ thương mà sử xuất đến, vốn cho rằng giết không chết Kế Ngôn cũng có thể để Kế Ngôn thụ thương. Lại là một cái để hắn đau lòng khó mà tiếp nhận kết quả. Nhìn xem kiếm quang chính hướng phía đánh tới, Tân Nguyên Khôi đã bỏ đi chống cự. Tại một khắc cuối cùng, hắn nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, cuối cùng bị kiếm quang thôn phệ. Hắn lưu lại câu nói sau cùng, ha ha ha, Kế Ngôn, đừng tưởng rằng ngươi thắng, ta sẽ còn trở lại. Theo Tân Nguyên Khôi cuối cùng gầm thét biến mất, kiếm quang cũng dần dần biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, băng liệt thiên địa bắt đầu khôi phục. May mắn trốn, qua một kiếp bọn quái vật kinh hoàng thất sắc thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía. Bọn chúng tới đây không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, cái này ngược lại tại Kế Ngôn một kiếm bên trong biến mất vô số. Đại chiến qua đi, Kế Ngôn phiêu nhiên mà quay về, áo trắng bồng bềnh, tại hắc ám bên trong phá lệ bắt mắt. Đám người trong lúc nhất thời cùng nhau nhìn qua Kế Ngôn, nửa ngày nói không nên lời một câu. Đối mặt với Kế Ngôn, trong lòng bọn họ rụt rè. Cho dù là Phục Thái Lương cũng là như thế, chính nhìn xem cái này hậu bối, hắn cảm giác được tê cả da đầu. Kế Ngôn biểu hiện quá kinh người. Tân Nguyên Khôi thực lực thu được cực lớn tăng cường, đã là hợp thể kỳ hậu kỳ. Vây xem mấy người đều không có lòng tin đánh thắng hắn. Tại Kế Ngôn trước mặt, Tân Nguyên Khôi lại như đứa bé con, không tạo nổi sóng gió gì. Phục Thái Lương cảm thấy mình người tổ sư này một chút cũng cầm không xuất thủ. Hắn lại nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh, lộ ra buồn bực biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, hắn đi lên đối phó Tân Nguyên Khôi, không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền. Ai, người tuổi trẻ bây giờ quá lợi hại. Còn tốt, hắn là chính mình hậu bối. Xem ra Lăng Tiêu phái dạy bảo cũng không tệ, có thể giáo dục ra một vị lợi hại như thế đệ tử. Phục Thái Lương trong lòng nhịn không được cảm thán, cũng không nhịn được may mắn. Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tổ sư, ngươi đây là biểu tình gì? Đều đánh thắng, ngươi vẫn là một mặt táo bón dáng vẻ, ngươi có phải hay không muốn tiêu chảy? Đúng vậy, nói liền tranh thủ thời gian, không nên đến thời điểm đánh lấy, ngươi nói muốn tiêu chảy, quái vật cũng sẽ không như vậy chi kỷ cho ngươi thời gian. Phục Thái Lương nghĩ đụng người, in câu nói mới vừa rồi kia, hắn muốn thu trở về, quá không thể yêu, Lăng Tiêu phái giáo dục vẫn chưa được. Chúng người nhìn lấy Kế Ngôn ánh mắt đều là mang theo thật sâu kính sợ. Nhưng nhìn đến Kế Ngôn thần sắc, Phục Thái Lương nhịn không được đến lo lắng, Kế Ngôn ngươi không sao chứ? Kế Ngôn lắc đầu, nhưng là vừa định nói chuyện, thể nội khí tức đột nhiên lăn lộn, phảng phất giống xe cáp treo, lập tức từ cao điểm rơi xuống đến đáy cốc. Hiện tại không cần hắn nói, tất cả mọi người chú ý tới hắn thụ thương, mà lại thương thế cũng không nhẹ. Phục Thái Lương kêu lên, ngươi thụ thương rồi, sao có thể không bị thương đâu? Vừa rồi miễn cưỡng ăn Tân Nguyên Khôi mấy chương linh phù, đối phương cũng không phải a miêu a cẩu. Hỏng vét, đám người lắc đầu. Lôi Chiến ngưng trọng nói, ngươi bây giờ phiền phức lớn rồi. Phong Tần nói, tranh thủ thời gian chữa thương, có đan dược sao? Bất quá ở chỗ này coi như ngươi có đan dược, hiệu quả cũng sẽ chênh lệch rất nhiều. Ngươi đến có tâm lý chuẩn bị. Phục Thái Lương oán trách, thương thế như vậy, ai, trước đây ngươi liền không nên xúc động. Phục Thái Lương rất gấp, lại là thúc thủ vô sách. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Biện pháp? Có thể có biện pháp nào, nếu có thể, các ngươi có thể như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mở miệng, tuyệt không cho tổ sư mặt mũi. Phục Thái Lương đối Lữ Thiếu Khanh quát, hỗn trướng, ngươi liền sẽ nói ngồi châm chọc, đúng không? Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không phải ta thu thập ngươi. Phục Thái Lương này lại thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bắt lấy người liền hô hào phải nghĩ biện pháp. Loại chuyện này cần ta xuất mã sao? Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, không có nửa điểm khẩn trương, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Loan Thiên nhịn không được, Lữ Thiếu Khanh nói chuyện nàng liền nhịn không được, loại này tự đại cuồng vọng ngữ khí, quá làm cho người ta chán ghét. Người mới đến, căn bản cũng không hiểu rõ, ngu xuẩn. Như người loại này tự đại cuồng vọng ra hỏa, đến bây giờ còn có thể sống nhảy loạn, thật sự là khó được. Loan Thiên trong lòng nhả rãnh, bên ngoài không có người đánh chết hắn sao? Lôi Chiến đồng ý Loan Thiên,
Tiểu tử, ngươi không biết rõ nơi này đặc thù, thụ thương là chuyện rất phiền phức, bằng không ngươi cho rằng chúng ta những người này vì sao lại bộ dạng này. Còn không phải bởi vì thụ thương, thương thế khó khôi phục, hoặc là khôi phục không được, cuối cùng rơi xuống một cái sinh tử đạo tiêu hạ tràng. Đây không phải là nói chuyện giật gân, là chúng ta những người này dùng sinh mệnh nỗ lực giáo huấn. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, biểu thị minh bạch, không có việc gì à, nếu là hắn không tốt đẹp được, cũng chỉ có thể dạng này, đến thời điểm tổ sư đau mất một vị hậu bối. Tổ sư, ngươi làm tốt khóc chuẩn bị đi. Phục Thái Lương tức giận đến Mãnh Nam gào thét, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Loan Thiên nhìn ở trong mắt, nghĩ cười to vài tiếng, biết rõ đây là sự thật, cho nên ngươi cũng chuẩn bị tiếp nhận sự thật sao? Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, cười tủm tỉm hỏi Kế Ngôn, ngươi cần tiếp nhận sự thật sao? Kế Ngôn thần sắc bình tĩnh, xem thường, bao lớn chút chuyện. Chương 2086, miệng của ngươi đầu thiền là chỉ là sao? Bao lớn chút chuyện. Loan Thiên nghe nói như thế liền đến lửa, thể nội lửa giận như là bị nhen lửa, đột nhiên xông lên trời, bay thẳng trán. Nàng quát, khẩu khí thật lớn, đừng tưởng rằng chính mình có mấy phần thực lực liền có thể không nhìn hết thảy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên đế sao? Tại loại này địa phương, cho dù là tiên đế tới cũng vô dụng. Cuồng vọng tự đại, đến thời điểm ngươi chết cũng không nên oán chúng ta. Nhân loại, quả nhiên là ghét nhất tồn tại. Kế Ngôn không nói gì, hắn lời nhác đáp lại Loan Thiên. Sau đó Kế Ngôn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Ất cổ lắc đầu. Đối Phục Thái Lương nói, quá lạnh huynh, ngươi hậu bối có chút tự đại a. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Chúng ta tu luyện người, cần trong lòng còn có kính sợ, không phải như thế nào tiến bộ. Từ xưa đến nay, tự đại tự cuồng người nhưng không có kết quả gì tốt. Ất cổ biết mình chạy tới nói Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn không có ích lợi gì, ngược lại sẽ bị đỗi đến nhũ tuyến tăng sinh. Nhìn một cái Loan Thiên liền biết rõ, những này thời gian đến nay, Loan Thiên liền hô hấp đều trở nên lớn âm thanh không ít. Khẳng định là bị tức đến ngủ không yên. Loan Thiên cười lạnh phụ họa, đúng đấy, xem bọn hắn hai người liền biết rõ ngươi môn phái hậu nhân thế nào. Phục Thái Lương bị nói đến rất hoảng. Không sai, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ. Miệng độc ác, tính cách ác liệt, há miệng ra liền có thể để cho người ta lửa giận cọ cọ dâng đi lên. Dạng này ra hỏa, khẳng định là môn phái giáo dục ra a. Môn phái bộ dạng này giáo dục đồ đệ, là sợ địch nhân không đủ nhiều sao? Rất muốn biết rõ môn phái hiện tại là cái gì tình huống. Thế nhưng là hỗn chứng tiểu tử, thế mà tìm một cái nói rất dài dòng lý do đến qua loa tắc trách hắn, tức chết người. Nhưng là, đây chính là chính mình hậu bối, chính mình muốn đánh hắn cũng là chính mình sự tình. Người một nhà chỉ có thể chính mình tới nói, ngoại nhân, thôi được rồi, dựa vào cái gì nói hậu bối của ta. Phục Thái Lương lắc đầu, cái này gọi tự tin, hiểu không? Có thực lực kia, có thể bảo trì chính mình độc lập tính cách, chúng ta người tu hành theo đuổi không phải liền là một cái tự do tự tại sao? Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Loan Thiên cười lạnh một cái, cho nên, hắn hiện tại thụ thương, ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Có thể khôi phục lại sao? Lời này Phục Thái Lương không có cách nào tiếp, hoàn toàn chính xác, trong thế giới này bị thương, khôi phục chậm chạp, nghiêm trọng căn bản khôi phục không được. Lữ Thiếu Khanh bên này nói, tổ sư, không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ. Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Phục Thái Lương khí xấu, miệng của ngươi đầu thiền là chỉ là sao? Cái gì đều là chỉ là... Loại chuyện này cũng có thể xem như chỉ là hoắc. Bỗng nhiên tựa như một trận gió thổi qua, chung quanh nổi lên ba động, tựa như thanh phong thổi qua mặt nước. Đám người ánh mắt tề tụ Kế Ngôn trên thân, lập tức kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Đột phá sao? Cái này thời điểm đột phá? Nghĩ cái gì đây? Có thể đột phá sao? Chỉ là linh lực đều không đủ, tổn thương còn chưa tốt, liền muốn đột phá. Đám người theo bản năng kêu lên. Kế Ngôn khí tức lăn lộn, tựa như trên lò nước, chậm rãi sôi trào lên. Đây là sắp triệu chứng đột phá. Phục Thái Lương gấp đến độ quát lên, ngừng, dừng lại. Lữ Thiếu Khanh ngăn lại hắn, ai, tổ sư, ngươi đừng thêm phiền a. Không phải liền là thăng cái cấp nha, có cái gì ngạc nhiên. Một bộ ngươi không kiến thức dáng vẻ, tức giận đến Phục Thái Lương giơ tay lên muốn đánh người. Ngươi biết cái gì? Nơi này không có linh khí, không có đột phá cơ sở. Nếu như có thể đột phá... Bọn hắn những người này ở đây nơi này nhiều năm như vậy đã sớm có thể đột phá, thậm chí có thể bước vào đại thừa kỳ cũng không nhất định. Nhưng mà, tại cái này vẫn lạc thế giới, không có linh khí, không có bất luận cái gì có thể đột phá cơ sở điều kiện. Kế Ngôn cử động lần này rất nguy hiểm, một khi đột phá thất bại, lọt vào phản phệ, thương thế sẽ tiến một bước tăng thêm, đến thời điểm cũng không còn cách nào khôi phục. Phục Thái Lương lo lắng, đem trước kia trải qua nói ra, trước kia trong chúng ta cũng có người bị thương, thử nghiệm đột phá. Kết quả cuối cùng là thân tử đạo tiêu, ngươi cho rằng chúng ta không có trải qua.
Phong Tần cũng tranh thủ thời gian khuyên, tiểu gia hỏa, ngăn cản sư huynh của ngươi, không nên mạo hiểm. Ai, người trẻ tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đi vào thế giới này, còn tưởng rằng là trước kia thế giới, quá làm ẩu. Khuê Sướng cũng thuyết phục, không nên vọng động, thụ thương có thể chậm rãi khôi phục. Khôi phục không được cũng không nhất định không có cơ hội, hiện tại bị thương lần nữa, coi như thật không có cơ hội. Loan Thiên cười lạnh một tiếng, đừng làm chuyện điên rồ. Những người khác cũng là lắc đầu khuyên can, dừng lại đi. Phục Thái Lương vội vã muốn đi ngăn cản, Lữ Thiếu Khanh ngăn ở trước mặt mọi người, hiện tại đi ngăn cản cũng vô dụng. Chủ yếu là hắn thuộc châu, muốn làm sự tình, ai cũng kéo không trở lại. Nhìn xem đi, nếu là không được, tổ sư, ngươi làm tốt chuẩn bị khóc sao? Hỗn trướng! Phục Thái Lương tức giận tới mức giơ chân, tên tiểu bối này quá ghê tởm. Lăng Tiêu phái giáo dục thật to không được. Sau khi trở về, ta nhất định phải hào hào sửa chữa một phen. Có Lữ Thiếu Khanh cản trở, không ai có thể đi ngăn cản Kế Ngôn. Trên thực tế cũng chỉ có Phục Thái Lương muốn đi ngăn cản Kế Ngôn, những người khác mặc dù là thuyết phục, nhưng không người nào dám đi ngăn cản. Mà Kế Ngôn khí tức không ngừng kéo lên, trong thời gian ngắn ngủi, Kế Ngôn khí tức đã đạt đến đỉnh điểm. Trên thân bộc phát ra kiếm ý để phương viên trăm dặm phạm vi trở thành cấm địa. Hết thảy đồ vật đều bị phong mang kiếm ý rảo sát, khí thế kinh người. Đám người chỉ có thể lui đến xa xa, thời gian dần trôi qua đi qua. Đến một bước này, dù là Phục Thái Lương muốn đi ngăn cản cũng không có cách nào. Hồ đồ, hồ đồ. Phục Thái Lương đập thẳng đùi, vô cùng hối hận. Kế Ngôn chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới liền đã có như thế thanh thế, đủ để nhìn ra được Kế Ngôn thiên phú yêu nghiệt. Như thế đệ tử, lại tại trước mặt hắn mạo hiểm đột phá. Có 9/9 tỷ lệ thất bại, làm sao không để hắn hối hận. Đến thời điểm tên thiên tài này đệ tử vẫn lạc, hắn về sau làm sao xuống dưới đối mặt liệt tổ liệt tông. Đều do chính mình không có cùng bọn hắn cường điệu rõ ràng nơi này, đặc thù cùng nguy hiểm. Ai? Tổ sư, ngươi than thở làm gì? Là đang nổi lên đợi chút nữa làm sao khóc sao? Không có chuyện gì, Lữ Thiếu Khanh chi kỳ an ủi, dù sao ngươi chờ chút cũng khóc không được. Ta đánh chết ngươi cái này nhỏ hỗn trướng, ngươi không biết rõ nơi này. Lời thề còn chưa nói hết, xa xa Kế Ngôn trung thân mà lên, xông lên trời, tựa như một viên mặt trời ở chỗ này bộc phát. Chương 2087, các ngươi nhìn xem chính là... Kiếm quang lăn tăn, vệt trắng rạng rỡ, trên bầu trời tản mát ra quang mang mãnh liệt. Tựa như một viên đánh vỡ hắc ám mặt trời, hoành không xuất thế, cũng giống một vị vô thượng tiên nhân giáng lâm tại đây. Kế Ngôn ánh mắt đóng chặt, sừng sững ở không trung, không nhúc nhích, khí tức không ngừng lăn lộn. Cuối cùng đám người bên tai tựa hồ cũng vang lên một tiếng oanh minh. Phảng phất là một cái thế giới bị đánh phá đồng dạng. Kế Ngôn khí tức đột nhiên tăng vọt, khí tức liên tục tăng lên. Nhưng mà... kéo lên khí tức rất nhanh liền nhận lấy trở ngại, đầu tiên là chậm lại, cuối cùng dứt khoát đình trệ. Kế Ngôn tựa hồ gặp một tòa khó mà vượt qua đại sơn, cao cao sơn mạch ngăn trở hắn. Hắn khí tức mặc dù còn tại lăn lộn, lại cho đám người một loại nước cạn khốn long cảm giác. Dãy dụa lấy, lại không cách nào thoát khỏi tình hình trước mắt. Đám người ngẩng đầu lên thấy cảnh này. Phục Thái Lương khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch, đùi bóp đến sưng lên tới. Phiền toái. Ất Cổ thanh âm trầm thấp, không có linh lực, không đáng kể. Lôi Chiến lắc đầu, thanh âm mang theo vài phần nặng nề, không có biện pháp, nhất định là muốn thất bại. Loan Thiên trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là bình tĩnh nói, không nghe lão nhân nói, rơi xuống kết quả như thế cũng chẳng trách người khác. Chưa hết, nàng còn cố ý nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, vì tiến một bước đả kích, nàng âm lượng tăng lớn mấy phần. Hôm nay liền xem như tiên đế tới, hắn cũng không cách nào đột phá thành công. Phục Thái Lương nghe được trong lòng bực bội không thôi. Trước kia làm sao không có phát hiện cái này lão nữ nhân nói nhảm nhiều như vậy, chán ghét như vậy đâu. Được rồi, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Phục Thái Lương đối Loan Thiên quát, hắn đã lựa chọn đột phá, tự nhiên có tính toán của mình. Cái này nữ nhân, phiền chết. Có tính toán của mình. Loan Thiên tựa như nghe được buồn cười nhất trò cười, cười lạnh, tính toán gì. Không nói những cái khác, hắn có đầy đủ linh lực sao? Thế giới này là dạng gì thế giới, ngươi không phải không biết rõ a? Phục Thái Lương không lời nào để nói, hắn càng tức, cuối cùng tức giận bất bình. Ngươi ngậm miệng, dù sao ngươi nhìn xem chính là hậu bối của ta, ngươi đang nguyền rủa cái gì? Lữ Thiếu Khanh trấn an Phục Thái Lương, tổ sư, ngươi cùng nữ nhân lăn tăn cái gì? Bình thường ngươi chính là dạng này cùng tiên nữ tỷ tỷ tranh cãi sao? Thật không có có phong độ thân sĩ. Ta đi, ngươi cút cho ta đi một bên. Phục Thái Lương tức chết, cái này đều cái gì thời điểm, ngươi còn tới cho ta ngột ngạt. Cút cho ta xa một chút. An tâm à, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không phải liền là đột phá một chút không? Về phần muốn lo lắng như vậy. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Phong Tần hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không lo lắng?
hắn nhưng là sư huynh của ngươi, ngươi còn ở nơi này không tim không phổi, các ngươi sư huynh đệ có tình cảm sao? Yên tâm đi, nhìn xem chính là. Nói thật ra Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ Kế Ngôn sẽ làm thế nào, nhưng là hắn tin tưởng Kế Ngôn, chính như Kế Ngôn tin tưởng hắn đồng dạng. Kế Ngôn không phải người ngu, không có khả năng không biết rõ nơi này không có đủ đột phá điều kiện, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đột phá, chứng minh hắn có nắm chắc. Cho nên, hắn chữ chỉ cần lặng lặng nhìn xem liền tốt. Nhìn, hắn tựa hồ dự định làm cái gì? Vạn Miểu đột nhiên nhắc nhở một câu, đám người lần nữa nhìn về phía Kế Ngôn. Trên không trung Kế Ngôn chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trên không trung. Vẫn lạc thế giới, nơi này trở tại hết thảy đều chết đi, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Thế giới này mặt trời cũng đã chết đi, tại phía trên chính là rét lạnh cùng tĩnh mịch, không có nửa điểm quang mang. Nhìn qua Kế Ngôn động tác, đám người lắc đầu. Xem ra, hắn tựa hồ dự định từ bỏ. Không từ bỏ còn có thể làm sao? Triều lắc đầu, liền không biết rõ hắn có thể đối phó được phản phệ, gánh không được, cũng liền dạng này. Phục Thái Lương càng thêm hoảng, hắn không có biện pháp. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa theo Lữ Thiếu Khanh lời nói, trơ mắt nhìn xem Kế Ngôn vẫn lạc. Phục Thái Lương cũng ngẩng đầu nhìn trên trời, nếu như có thể, hắn giống cho lên trời đập cái đầu, để Thượng Thiên không muốn làm hắn hậu bối. Bầu trời lờ mờ địa, dù là lại sắc bén ánh mắt, lại đầy đặn quang mang cũng giống như đâm không thủng thật dày hắc ám. Màu đen tựa như một tòa nặng nề đại sơn trùng điệp áp xuống tới, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cường đại cảm giác áp bách. Kế Ngôn ánh mắt ung dung, thể nội truyền đến cái chủng loại kia mạnh liệt không hư cảm giác, tại nói cho hắn biết lại không nghĩ biện pháp, hắn lại bởi vậy hỏng mất, đến thời điểm hắn đột phá liền sẽ thất bại, sẽ gặp phải phản phệ. Trong thế giới này lọt vào phản phệ hạ chàng chỉ có một cái. Kế Ngôn không có để ý, hắn vẫn như cũ nhìn trên trời, nắm chặt trong tay Vô Khâu kiếm, hắn có một loại cảm giác. Cảm giác tại đen như mực phía trên còn có một thế giới khác tồn tại. Thế giới này không có linh lực, một thế giới khác đâu. Trong tay Vô Khâu kiếm có chút run rẩy, ý chí chiến đấu của hắn dấy lên tới. Thế giới này ta được không chiếm được linh lực, như vậy thì từ một thế giới khác cướp đoạt đi. Kế Ngôn ánh mắt dần dần trở nên kiên định sắc bén, cả người khí tức cũng biến thành phong mang. Vô Khâu lặng yên xuất hiện, đứng tại Kế Ngôn trên bờ vai, lãnh khốc trên mặt, mang theo một cỗ bất khuất biểu lộ. Phía trên là trời. Như vậy hắn liền muốn nghịch thiên mà đi, phá vỡ phía trên bầu trời. Một cỗ càng thêm mãnh liệt kiếm ý chưa từng chuông trên bộc phát, đáng sợ kiếm ý tràn ngập. Phương viên ngàn vạn dặm cũng nghe được kiếm ý tiếng oanh minh. Mọi người vây xem cảm giác được mình bị vô số thanh trường kiếm vây quanh, thân thể cảm nhận được trận trận đâm nhói. Hắn muốn làm gì? Phong mang kiếm ý để bọn hắn dùng mình, bọn hắn cảm giác được sau một khắc chính mình sẽ bị cỗ kiếm ý này rào sát thành cạn bã thời điểm. Kế Ngôn đột nhiên xuất kiếm. Vô Khâu kiếm đâm thẳng trên trời, nhìn trời xuất kiếm, quang mang lóa mắt, chấn thức cổ kim. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Kế Ngôn phảng phất cùng hắn trong tay dài dung hợp lại cùng nhau, xông lên trời, giống phảng phất một đầu thần long nghịch thiên mà lên. Hào quang óng ánh, phong mang kiếm ý, chói mắt kiếm quang, để trong này giống như ban ngày, ức vạn dặm phạm vi đều bị hào quang chói sáng bao phủ. Một chút ra quái vật bại lộ tại quang mang bên trong, kêu thảm một tiếng. Tan rã tại quang mang bên trong, một kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào, đã không cách nào hình dung. Giống một cái bất khuất kiếm khách hướng lên trời phát, ra thuần túy nhất nhất phong mang một kiếm. Tại quang mang bên trong, Vô Khâu kiếm thân thể có chút rung động, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện. Chương 2088, chọc thủng trời. Hư ảo thân ảnh rất yếu ớt, thấy không rõ bộ dáng, như một cái trong suốt tiểu nhân nổi lơ lửng. Vô luận là Kế Ngôn hay là Vô Khâu đều không có phát hiện nó tồn tại. Tiểu nhân đầu nhẹ nhàng chuyển động một cái, ngoảnh lại nhìn thoáng qua giống như đã dung nhập kiếm quang bên trong Kế Ngôn. Sau một khắc nó biến mất ở chỗ này, chờ đến xuất hiện thời điểm nó đã ngồi tại thần long trên đầu. Kiếm y hóa thành thần long đột nhiên chấn động. Thân thể phẳng phất rót vào lực lượng nào đó, hình thể bạo tăng. Mới vừa rồi còn nói chỉ là một đầu vạn dặm cự long, hiện tại đã thành một đầu ngàn vạn dặm cự long, cực kỳ chấn động. Giống một tiếng long ngâm, thế giới sụp đổ. Vang lên bên tai mọi người loại kia làm cho người răng, như nhũn ra cái chủng loại kia vỡ tan âm thanh. Đám người hoảng sợ phát hiện bọn hắn quy tắc của nơi này tại đứt gãy, vỡ vụn, dựa theo tiếp tục như vậy, thế giới này sẽ triệt để sụp đổ hủy diệt. Hắn muốn làm gì? Muốn hủy diệt thế giới sao? Đám người hoảng sợ không thôi, Kế Ngôn một kiếm uy lực đã vượt quá bọn hắn có thể hình dung phạm vi. Bọn hắn thậm chí không cảm thấy liền xem như tiên nhân một kiếm cũng bất quá như thế. Kiếm quang xông lên trời. Vỡ vụn vô tận hắc ám, một mực sông đi lên, vọt tới cửu tiêu phía trên. Ầm, phảng phất cái gì vỡ tan thanh âm, thiên địa đột nhiên khẽ động, làm cho người sợ hãi lực lượng tại giữa thiên địa bộc phát.
phảng phất ngày này bị đâm xuyên, phía trên truyền đến một cỗ không cách nào hình dung khí tức. Không đợi đám người kịp phản ứng, bỗng nhiên một tiếng gào thét, một cỗ màu trắng phong bạo từ trên trời cuồn cuộn mà rơi. Màu trắng phong bạo cuốn lên, bay thẳng mà xuống, ngay sau đó hướng về chu vi khuếch tán. Hắc ám không ngừng nuôi tán, thiên địa một mảnh quang minh. Thiên địa đột nhiên tràn vào đến không thuộc về thế giới này đồ vật, toàn bộ thế giới kịch liệt run run tiến đến. Đáng sợ thanh thế để mọi người vây xem thân thể ngã trái ngã phải, thân là hợp thể kỳ bọn hắn, ở trước mắt cỗ gió lốc này trước mặt cũng cảm nhận được nhân loại nhỏ bé. Bọn hắn cảm thấy mình giống một cái chỉ có mấy chục cân phàm nhân, đối mặt với 12 cấp gió lốc, lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi đi. Phát, xảy ra chuyện gì? Thế nào, tại sao có thể như vậy? Thế giới này muốn hủy diệt sao? Trong lòng mọi người bàng hoàng bất an, sự tình vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù. Bọn hắn căn bản không biết rõ làm sao bây giờ, cũng không biết rõ sau một khắc có thể hay không thế giới hủy diệt, có thể hay không ở chỗ này rát rơi. Qua một lát, không biết là ai hô một tiếng, nhanh, mau nhìn chung quanh. Kỳ thật không cần hô, mọi người đã chú ý tới chung quanh biến hóa. Ở trong cơn bão táp, lúc đầu đã chết đi thế giới bỗng nhiên có tức giận. Khô cạn hoang vu chết đi đại địa bên trên toát ra từng cây màu xanh lá thực vật, dài ra theo gió. Trong nháy mắt, cây cối hoa cỏ như điên cuồng sinh trưởng, chung quanh đã trở thành một cái xanh biếc xung xuê thế giới. Không khí tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Ngắn ngủi một nháy mắt, phảng phất đi qua hàng trăm hàng ngàn năm, biến hóa như thế lại một lần nữa kinh sợ tất cả mọi người. Bọn hắn căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Thịnh Nhung lớn tiếng quát lên, tốt, tốt, thương thế của ta tốt. Đám người giật mình, Phong Tần cũng là kinh ngạc hô, thương thế của ta cũng khá, mà lại là còn có chút ít tăng tiến. Đây là bên trong có linh khí, là linh khí phong bạo, không là bình thường linh khí. Đám người phát hiện không khí bên người so, với bọn hắn quen thuộc linh khí càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh thuần. Có người ngạc nhiên hô hào, đây là cái gì linh khí? Chỉ là một ngụ, liền để cho ta thể nội phảng phất có dấu hiệu muốn đột phá. Không phải linh khí, hẳn là đây là tiên khí. Không ai có thể trả lời vấn đề này, loại chuyện này bọn hắn đều là lần thứ nhất gặp được, bọn hắn đều là tiểu bạch. Phục Thái Lương nhìn trên trời, miệng không tự chủ đóng mở, Kế Ngôn, hắn đến cùng đã làm gì? Đem trời xuyên phá sao? Kế Ngôn đã bị phong bạo vây quanh, thân ảnh màu trắng hắn phảng phất cùng phong bạo dung hợp cùng một chỗ, khí thế của hắn lại bộc phát, đình trệ khí tức lần nữa tăng vọt. Một cảnh giới, hai cái cảnh giới, ba cái cảnh giới, Kế Ngôn tại cái này phong bạo bên trong, lập tức đột phá ba cái cảnh giới, vô số linh lực tràn vào trong cơ thể hắn, đột phá tựa như uống nước đồng dạng. Thấy tất cả mọi người tê cả da đầu, hoài nghi nhân sinh. Đây là người sao? Đột phá đã đột phá, còn lập tức đột phá ba cái cảnh giới, đây là người có thể làm được sự tình. Rất nhanh, trên trời phong bạo dần dần lắng lại, phong bạo thối lui, Kế Ngôn đột phá cũng đình chỉ. Cho nên có người đều vẫn còn mộng bức bên trong, hoài nghi mình đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời phong bạo, phảng phất giống có người tại phía trên dùng tay kéo trở về đồng dạng. Hắn cảm thụ một cái, lại cảm giác không chịu được cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định phía trên hẳn là một cái thế giới khác. Kế Ngôn thật đem trời xuyên phá. Tại phong bạo xuất hiện thời điểm, Lữ Thiếu Khanh trước tiên đem xuyên giới bàn cầm trên tay. Cái này một lát hắn ở trong lòng cùng xuyên giới bàn giao lưu, phá bàn, cảm ứng được cái gì sao? Giới thanh âm tại trong óc của hắn vang lên, lão đại, ta cảm ứng được phía trên tựa như là một cái cao cấp hơn chiều không gian thế giới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, có thể đi sao? Thế giới kia rất cao cấp, bằng vào ta thực lực bây giờ không có cách nào phá khai bình chướng. Ăn hàng, muốn ngươi có gì dùng? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại muốn chửi mình, giới vội vàng nói, lão đại, ta nhớ kỹ một tọa độ điểm. Về sau thực lực đủ có thể truyền tống đến điểm tọa độ này bên trên. Lữ Thiếu Khanh hài lòng đem xuyên giới bàn thu lại, cái này còn tạm được. Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng không dám đi cái kia thế giới kia chỉ là truyền ra một cơn bão táp, liền có thể để cho mình sư huynh giống ăn xuân dược đồng dạng. Có thể nghĩ thế giới kia sẽ thêm nguy hiểm. Hắn loại này thân thể nhỏ bé chạy tới, gặp được bên trong những cái kia đáng sợ tồn tại, sợ không phải bị người ta một ngụm buồn bực. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, lại nói, bất đắc dĩ, ai sẽ đi loại kia địa phương đâu. Dù sao ta là sẽ không đi. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, vẫn như cũ đắm chìm trong chuyện mới xảy ra vừa rồi bên trong. Hôm nay một màn đối bọn hắn mà nói quá rung động, loại chuyện này bọn hắn nằm mơ cũng không dám làm loại này mộng. Điều chỉnh tốt Kế Ngôn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn hắn nhìn qua Kế Ngôn ánh mắt giống nhìn xem quái vật đồng dạng. Chương 2089, khuyết điểm linh khí, từ cái khác địa phương tìm một chút đến dùng. Đối mặt với Kế Ngôn, đám người không biết rõ nói cái gì cho phải. Đột phá đã đột phá, còn muốn làm động tĩnh lớn như vậy.
bọn hắn nằm mơ đều chưa làm qua loại này mộng. Mấy hơi thở về sau, vẫn là Phục Thái Lương nhịn không được hỏi, Kế Ngôn, chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đột phá khuyết điểm linh khí, cho nên tìm một chút linh khí đến dùng. Ngữ khí bình thản, không có nửa điểm ba động, giống như chỉ là làm bình thường chuyện bình thường. Trong lòng mọi người điên cuồng nhả rãnh, cái này ra hỏa, đã không để ý người khác chết sống sao? Không có chính linh khí đi đem trời cho xuyên phá, từ khác địa phương tìm linh khí đến để cho mình đột phá, cái này hắn meo là người có thể làm được sự tình. Có thể hay không cho bọn hắn loại phàm nhân này một đầu sinh lộ. Khuê Sướng không thể không cảm thán, anh hùng gia thiếu niên, chúng ta quả nhiên là già rồi. Những người khác trong lòng cũng là ý nghĩ này, không phải liền là bị vây ở chỗ này nhiều năm rồi sao? Thế giới của bọn hắn phát triển nhanh như vậy sao? Người trẻ tuổi như thế yêu nghiệt, còn có bọn hắn loại này lão gia hỏa đường sống sao? Phục Thái Lương cũng chật vật nhịn xuống nhà rãnh xúc động, hắn hỏi, ngươi nhanh như vậy đã đột phá tốt? Không có vấn đề chứ? Nói đùa à, một lần đột phá ba cái tiểu cảnh giới, từ đó kỳ tiến vào hậu kỳ không nói, còn đạt đến 9 tầng cảnh giới. Tính toán cảnh giới cùng thực lực, Kế Ngôn đã là nơi này mạnh nhất một vị. Cho dù là 9 tầng cảnh giới Khuê Sướng cũng không dám nói mình mạnh hơn Kế Ngôn. Đột phá nhiều như vậy cái cảnh giới, hơn nữa còn đột phá nhanh như vậy, Phục Thái Lương rất lo lắng có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Người bình thường có thể như vậy sao? Đột phá một cái tiểu cảnh giới, ai không muốn bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo củng cố một phen. Vấn đề này Lữ Thiếu Khanh đến thay Kế Ngôn trả lời, tổ sư ngươi lo lắng hắn làm gì? Hắn nhịn gần chết, có cơ hội đương nhiên phải thật tốt phóng thích một cái. Cơ thao chớ sợ, Kế Ngôn là thuộc về loại kia trong chiến đấu đột phá người, trên đường đi chiến đấu không ngừng, tại bình thường hắn đã sớm có thể đột phá. Chỉ là trong thế giới này, hắn chậm chạp không cách nào đột phá. Lần này đem trời đâm xuyên, phía trên rơi xuống khí thể so với bình thường linh khí còn tinh khiết hơn, cường đại ngàn vạn lần, liên phá ba cái tiểu cảnh giới lộ ra 10 phần bình thường. Mẹ nó, trong lòng mọi người lại một lần bạo thô. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ bạo thô bên ngoài, cũng không biết rõ có thể nói cái gì. Bọn hắn hôm nay xem như thật sâu cảm nhận được giữa người và người chênh lệch. Trầm mặc hồi lâu, đám người chật vật tiêu hóa một phen về sau, Phục Thái Lương cười lên, tốt, không có việc gì liền tốt. Nhất vui vẻ không thể nghi ngờ là Phục Thái Lương, đây là hắn hậu bối. Hậu bối biểu hiện càng mạnh, trưởng bối liền càng có mặt mũi. Sắc mặt khó coi nhất không thể nghi ngờ là Loan Thiên. Cái này một lát mặt của nàng khó coi giống bị người đè xuống đất ma sát một trận, về sau, lại đi trên mặt nàng rán phân, muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Nàng một mực nói Kế Ngôn sẽ đột phá thất bại, tuyệt đối không nghĩ tới chính là kết quả như vậy. Kế Ngôn dùng loại phương thức này đến đột phá, thành công đột phá, cũng làm cho thương thế khôi phục. Phương thức như vậy đến nay chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lôi Chiến nhịn không được hỏi Kế Ngôn công tử, ngươi làm như thế nào? Kế Ngôn biểu hiện đã để trong lòng mọi người kính sợ, nói chuyện đều không tự giác mang lên khách khí. Vấn đề này trong nháy mắt để đám người lỗ tai dựng thẳng lên tới. Mọi người cũng nghĩ biết rõ nguyên nhân, nếu là bọn hắn cũng có thể làm như vậy vậy cũng tốt. Phục Thái Lương không vui, hỏi cái này để làm gì? Không biết rõ đây là bí mật sao? Không sao, Kế Ngôn không thèm để ý, ngữ khí bình thản hồi đáp, chỉ cần thực lực đủ mạnh, các ngươi cũng có thể. Trong lòng mọi người nhả rãnh, có thể cái rắm. Bọn hắn nếu là có thể đem trời xuyên phá, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Bọn hắn nếu là có như thế thực lực cường đại, chỗ nào còn sợ thụ thương? Kế Ngôn trả lời để bọn hắn cũng không muốn nói. Cái này ra hỏa cùng sư đệ của hắn là, đều là loại kia có thể làm cho người nói không ra nói đến tồn tại. Cuối cùng, đám người bị bức phải nói sang chuyện khác. Vạn Nhiểu ánh mắt rơi vào chung quanh, vẫy tay, một chương xanh biếc lá cây rơi vào nàng trong tay. Vạn Nhiểu nhìn xem trong tay lá cây, nhịn không được cảm thán bắt đầu, đã thật lâu chưa thấy qua loại này màu xanh lá. Một câu, để đám người tâm thêm thương cảm. Bọn hắn ở chỗ này tối không thấy mặt trời, nhanh quên thực vật nguyên bản dáng vẻ. Phong Tần cảm thán một tiếng, những thực vật này ở chỗ này cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nơi này lần nữa khôi phục hắc ám, mới vừa rồi còn xanh biếc sum suê. Vui vẻ phồn vinh, tràn ngập sinh cơ bừng bừng thực vật đã bắt đầu ỉu xìu. Bọn chúng cành lá bắt đầu rủ xuống, mặt ù mày trao. Căn bản đã bắt đầu xuất hiện từng sợi màu đen. Hắc ám bắt đầu ăn mòn bọn chúng, vận mệnh của bọn nó đã chú định. Thấy cảnh này đám người, trong lòng lần nữa tránh không được cảm thán. Tại cái này vẫn lạc thế giới bên trong, hết thảy đều sẽ lọt vào ăn mòn. Nếu như không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, có lẽ đã sớm thành một đống bạch cốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy những này màu đen ăn mòn, giật mình. Trên đầu ngón tay lặng lẽ xuất hiện một sợi tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen, như là một cái nghịch ngợm tiểu sủng vật quấn quanh ở trên ngón tay của hắn. Hô! Phảng phất giống nhận lấy một loại nào đó triệu hoán,
dưới mặt đất đột nhiên thoát ra vô số luân hồi sương mù. Tại luân hồi sương mù bên trong trộn lẫn lấy tia chớp màu đen, phảng phất giống dưới mặt đất chạy đến màu đen con giun đồng dạng. Tia chớp màu đen, Phục Thái Lương, Khuê Sướng bọn người thấy thế thần sắc đại biến, không nói hai lời, phóng lên tận trời. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Phục Thái Lương đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn quát, tranh thủ thời gian ly khai mặt đất, không muốn chạm đến tia chớp màu đen. Nhanh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tán đi tia chớp màu đen, trên mặt đất tia chớp màu đen cũng theo đó tán đi. Đám người ngạc nhiên, thế nào lại là? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, khác hắn không dám nói, nhưng tia chớp màu đen tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh đang làm trò quỷ. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kỳ quái. Có thể không khẩn trương sao được? Phục Thái Lương hét lớn một tiếng, cho ta cẩn thận một chút. Sau đó ba lạp nói một trận tia chớp màu đen kinh khủng, hợp thể kỳ bị quấn lên cuối cùng cũng phải thành cho. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Vẫn là không muốn dọa tổ sư lão nhân ra, dọa sợ tổ sư ta còn không phải bị đánh chết. Tốt a, biết rõ, lên đường đi.